thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, hôm nay 31 tháng 5, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra hai dự thảo nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển của tỉnh Nghệ An, thành phố Đà Nẵng. Trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết, việc xây dựng bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù để thể chế hóa nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm phát huy mọi tiềm năng lợi thế phát triển tỉnh Nghệ An nhanh và bền vững. Dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định 4 nhóm lĩnh vực với tổng số 14 chính sách, bao gồm quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, quản lý đầu tư, quản lý đô thị, tài nguyên rừng, tổ chức bộ máy và biên chế. Đối với dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Dự thảo gồm 3 chương, 18 điều, có 21 chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, trong đó 5 chính sách đề xuất mới, đáng chú ý là chính sách 1, thí điểm thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng gồm 3 khu chức năng: sản xuất, hậu cần cảng, logistics, thương mại dịch vụ buổi chiều quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo hai nghị quyết trên và một số nội dung khác